Rồi con hỏi đi. Dạ câu 6 ạ. Con cho người khác mượn sách, họ thắc mắc hỏi thì con hướng dẫn họ. Như vậy con có gọi là đi giảng đạo không, hay là con có bị ác đức thì không ạ? Lặp lại. Thì cho cô cho người khác mượn sách, họ chỉ cho người đó thì con được gọi là đi giảng đạo hay không? Cho mượn sách nó khác, đi giảng đạo nó khác. Cho mượn sách là nói tôi thấy sách này hay quá, cô đọc đi, nếu được thì tôi mua giùm cho, hoặc là tôi tặng, chứ đâu có gì. Còn đi giảng đạo là không, mới học có nằm bà chữ chạy đi nói hoài, cái đó gọi là giảng đạo, không được. Thiền tông khi hiểu chỉ được quyền vấn đáp thôi, không quyền được giảng đạo. Giảng đạo nó qua cái thế giới nhân quả rồi. Giảng đạo là bị nhân quả, thế giới vật lý. Mục đích mấy ông giảng đạo là gì? Giảng đạo để đi kiếm tiền, chứ không ông nào giảng đạo nó đi chơi thôi, không có chuyện đó. Vì thế mà qua cái nhân quả liền. Giảng đạo để người ta cúng là tiền là do bị nhân quả. Ông giảng đúng người ta cúng cho tiền ông thì tốt. Còn ông giảng tầm bậy người ta cúng tiền ông ra sao? Ông vô rừng ông ở là làm gì? Giảng đạo mà sai vô rừng ở, vô làm thực vật á, Thiền tông mới dám nói câu này thôi. Thiền tông mà nó ra đời rồi nói mà mấy ông mà giảng đạo nghe được cái này hoàn toàn không ông nào dám đi. Nếu đi giảng đạo trước mắt anh phải hiểu được chính phương pháp thiền. Mà thứ nhất thiền tông ông phải nắm cho vững. Thứ hai nữa là giác ngộ là cái gì, giải thoát là sao, công thức quy luật nhân quả luân hồi là sao. Trong đạo Phật có những danh từ gì ông phải trả lời hết thì mới là đi giảng đạo. Còn không biết có một hai chữ mà đi giảng đạo làm gì? Giống như thế giới này mới học lớp 1 mà đi mở trường dạy học thì làm sao? Do nhân quả nó siết cổ mày lại.